Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình tối mùng 1 Tết của Trung tâm Văn hóa Truyền thông Vũ Quang. Nhân dịp năm mới, thay mặt cán bộ Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện, xin gửi tới quý vị và các bạn lời kính chúc năm mới an khang, thịnh vượng. Mở đầu chương trình có phóng sự Vũ Quang niềm tin xuân mới. Phần cuối là chương trình ca nhạc Vũ Quang miền đất ta yêu. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí rạo rực, hân hoan của những ngày đầu xuân năm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Quang đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Năm 2020, năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 5, phấn đấu xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện. Với ý nghĩa đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Vũ Quang đón chào xuân Canh Tý 2020 tràn ngập niềm tin, khí thế mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Một mùa xuân mới đã về, trong tiếng reo ca của núi đồi hoa trái. Trong những hân hoan đón chào năm mới, người dân Vũ Quang lại hồi ức về truyền thống của cha ông. Những câu chuyện về cuộc khởi nghĩa Hương Khê do Chủ tướng Phan Đình Phùng lãnh đạo. Những câu chuyện về việc trở thành an toàn khu trong kháng chiến chống Pháp vẫn luôn được nhắc lại như một nguồn động lực lớn lao để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũ Quang tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. 20 năm mang tên Vũ Quang, các thế hệ lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân nơi đây chưa một ngày thôi nuôi lớn niềm tin yêu, hy vọng, chưa một ngày thôi cố gắng phấn đấu dựng xây quê hương ngày càng giàu mạnh. Và mỗi mùa xuân đến, phố núi Vũ Quang lại như bừng lên một sức sống mới. Năm 2019, mặc dù phải đối mặt với không ít những khó khăn như thiên tai, dịch bệnh gia súc gia cầm diễn biến phức tạp, nhưng Vũ Quang vẫn có những bước tiến mới. Đó là nhờ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã bền chí bền lòng phát huy những tiềm năng lợi thế của vùng quê miền núi như tiềm năng về rừng, kinh tế vườn đồi, trang trại, gia trại để tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Bên cạnh đó, truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát, linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành được phát huy và tổ chức thực hiện với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Thành tựu đó cũng xuất phát từ sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt là sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự giúp đỡ hiệu quả của các sở ngành. Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, huyện đã chọn đúng và tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá của địa phương, góp phần quan trọng tạo nên những kết quả toàn diện trong đời sống xã hội. Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị các ngành kinh tế đạt 2.348 tỷ đồng. Trong đó, giá trị về sản xuất nông lâm thủy sản, sản lượng lương thực, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng, cơ bản đều đạt và vượt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng, tăng 2,33 triệu đồng so với năm trước. Những công trình tầm cỡ như công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang với dung tích 775 triệu mét khối nước, dự án thủy điện Ngàn Trươi sẽ cung cấp trung bình mỗi năm từ 55,03 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia. Dự án nhà máy gỗ ván ép MDF Thanh Thành Đạt có công suất 120.000 mét khối một ngày. Gỗ ván Thanh công suất 2.400 mét khối một ngày với tổng mức đầu tư hơn 1.440 tỷ đồng. Đang dần hoàn thành và đi vào khai thác, tạo ra một diện mạo mới trên quê hương Vũ Quang.
Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, nhân dân bước đầu đã có nhiều chuyển biến về tư duy trong đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập. Đến nay, toàn huyện có trên 1.825 mô hình kinh tế, trong đó có gần 300 mô hình quy mô lớn và vừa. Năm 2019, xây dựng 180 vườn mẫu, 8 khu dân cư mẫu, 5 sản phẩm đạt 3 sao OCOP trở lên. Thành lập 27 tổ hợp tác sản xuất cam Việt Gáp, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc phát triển đô thị, thị trấn được quan tâm đúng mức, triển khai đồng bộ 10 trên 10 tiêu chí và đạt được những kết quả quan trọng. Còn cái mức sống của người dân thì sau khi như vậy là xây dựng cái nông thôn mới thì về cả cái đặc biệt là cả cái từng thôn từng xóm thì như vậy các gia đình là đăng ký vườn mẫu, mà trong vườn mẫu thì phải có cái thu nhập cao, cho nên là từ những cái người mà đăng ký vườn mẫu, nhưng mà những cái hồ xung quanh không đăng ký vườn mẫu thì họ cũng căn cứ vào đó họ theo và coi như họ cũng là thi đua nhau để mà làm kinh tế. Đặc biệt là trong vấn đề là trong cây ăn quả, giá trại, trang trại thì đều là có khí thế. Từ cái chỗ đó là kinh tế của gia đình là đều phát triển. Trong thành tích chung của huyện, có sự đóng góp tích cực của các địa phương đơn vị, nổi bật như Đức Lĩnh với cách làm kiên trì, bền bỉ, sáng tạo, đặc biệt tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Hoạt động nông thôn mới được tổ chức hàng ngày, hàng tuần, tạo ra một diện mạo mới ở nông thôn. Những mô hình kinh tế đã cho hiệu quả kinh tế cao. Dân tin đảng, đảng hết lòng vì dân thì việc dù khó đến mấy cũng thành công. Nơi đây trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới là một trong 4 đơn vị được huyện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ vinh dự được huyện chọn làm điểm đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2020 vừa là thiết thực chào mừng, lập các thành tích để chào mừng đại hội đảng. Từ đó chúng tôi phát động các cái phong trào thi đua, chủ động đến khu mẫu và vườn mẫu. Năm 2020 này chúng tôi đã có ban hành nghị quyết là phấn đấu là 80 vườn mẫu và đạt thêm 2 khu dân cư mẫu. Và đang từng bước để phấn đấu là đạt 7 tiêu chí của xã nâng cao trong năm 2020. Trong năm qua, hoạt động văn hóa xã hội cũng có nhiều khởi sắc. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả khá. Hoạt động văn hóa thể thao, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa được quan tâm và đầu tư đúng mức. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, tổ chức những sự kiện lớn của quê hương, đất nước được tổ chức một cách trọng thể. Trong đó nổi bật là kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố nhà thơ Cù Huy Cận với một chuỗi hoạt động rất ấn tượng như tổ chức thi tìm hiểu, tổ chức chương trình thơ nhạc, qua đó giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hoạt động y tế có nhiều chuyển biến, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được chú trọng. Luôn làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các ngành các cấp đã trao tặng 3.615 suất quà cho các đối tượng. Song song với phát triển kinh tế, xã hội, lĩnh vực quốc phòng an ninh được huyện quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, triển khai kịp thời các nghị định của chính phủ về khu vực phòng thủ dân sự, về kinh tế, xã hội kết hợp với quốc phòng. Thực hiện tốt kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các ngày lễ Tết, các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc trên địa bàn. Nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, nên trong năm qua, Vũ Quang cũng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc thực hiện nhiệm vụ đó cũng gắn với triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, việc học tập, chuyên đề, hội nghị tọa đàm, biểu dương, vinh danh từ huyện đến cơ sở được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, tạo sức lan tỏa sâu sắc. Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo khách quan, dân chủ, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao. Việc điều động, bổ nhiệm được thực hiện đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.
Nổi bật là việc thực hiện đồng bộ, thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Đến nay đã hoàn thành việc sắp nhập 4 xã thành 2 xã mới là Quang Thọ và Thọ Điền. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Những đồng chí cán bộ từ cấp trưởng xuống làm cấp phó cũng như những cán bộ nghỉ hưởng chế độ đều hoàn toàn tự nguyện. Hoạt động của bộ máy chính quyền đã phát huy tính dân chủ, kỷ cương, công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm chỉ đạo. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân cùng các hội thường xuyên đổi mới phương thức và nội dung hoạt động hướng về cơ sở nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng. Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 20 năm thành lập huyện và tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 5. Trong thời gian qua, huyện đã thành lập các tiểu ban xây dựng dự thảo văn kiện chính trị, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo, tiếp tục ra soát quy hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ. Cùng với đó, phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo không khí sôi nổi, cổ vũ cán bộ đảng viên, nhân dân trên địa bàn phát huy tinh thần cách mạng, phấn khởi lạc quan, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2015-2020 và kế hoạch 5 năm tiếp theo 2020-2025. Kịp thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những hành vi lợi dụng việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trên Internet, các trang mạng xã hội, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Năm 2019 là một cái năm khó khăn với Vũ Quang. Tuy nhiên đến cuối năm thì 16 đến 22 chỉ tiêu đã đạt và vượt và 100% xã đã về đích nông thôn mới. Đấy là cái tiền đề quan trọng để Vũ Quang tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ trong năm 2020. Và 2020 là một cái năm đặc biệt với Vũ Quang, đó là kỷ niệm 20 năm thành lập huyện. Cái trọng tâm thứ nhất đó là phát huy cái truyền thống cũng như phát huy những cái kinh nghiệm kết quả đạt được trong thời gian qua để tạo cái sự đồng thuận trong đảng, trong dân và tập trung thực hiện các cái mục tiêu kinh tế xã hội và trong đó sắp tới sẽ là nghị quyết Đại hội Đảng đề ra. Cái thứ hai là vẫn là phải tập trung phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phát triển sản xuất, ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả và năng suất. Và cái thứ ba nữa là quan tâm đến đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cụt cán cả cấp để đảm bảo cái yêu cầu trí tuệ, năng lực để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái bối cảnh mới. Và trong chỉ đạo chúng tôi sẽ quan tâm đến các cái xã khó khăn, các cái xã mới sát nhập, xã biên giới và những cái hộ đặc biệt khó khăn, hộ chính sách để tăng cái độ đồng đều giữa các đơn vị và cũng như tạo cơ hội và điều kiện cho các cái hộ khó khăn vươn lên hòa nhập và phát triển một cách bền vững. Và một cái nội dung không thể thiếu được đó là quốc phòng an ninh, thì đảm bảo quốc phòng. Năm 2019 đã khép lại với những thành quả tốt đẹp. Đó là minh chứng cho sự đồng thuận của ý đảng lòng dân, là kết quả của sự linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vẫn còn đó những gam màu chưa kịp sáng lên trong bức tranh chung về phố núi Vũ Quang. Nhưng những thay đổi vượt bậc trong 20 năm qua chính là nguồn cổ vũ, động viên và là hành trang quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Quang bắt tay vào thực hiện những nhiệm vụ của năm 2020. Mùa xuân đang tỏa sắc hương giữa đất trời, giữa lòng người, tạo nên những niềm tin yêu, hy vọng mới, đưa Vũ Quang vững bước cùng mùa xuân quê hương, đất nước. Và trong niềm hân hoan ấy, đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể nhân dân Vũ Quang đã sẵn sàng cho những mục tiêu lớn như Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, đặc biệt là phấn đấu xây dựng huyện, đạt huyện nông thôn mới.
về lại Vũ Quang thêm yêu sau miền đất mới, sông nước màu xanh tôi qua ngày nắng lửa, vẫn tròn thì chung xây quê xanh lúa vàng cam, ân tình gói tròn về thành vẫn thơ ngày mai. Ta về đây xây quê cho lòng đất dày, cửa đồng lại truyền thống vang son, quê hương kiên cường, quê hương anh hùng vững vàng trong giặc ngoài xâm. Nơi trên quê nghèo sắc xuân đâm chồi kết nụ sang nở trời vui. Rồi một ngày mai quê ta thêm màu ngôi mới, ánh mắt nụ cười hân hoan đất lạnh chín đầu, vây gọi đàn con đi xa về với miền quê, ân tình gói tròn dệt thành Vũ Quang đẹp we
cùng bao thân yêu xưa ngút ngàn nắng gió, bạn cùng ta đi trong công vi đèo non, anh đi bên em trong hương rừng sao xuyên, bầu trời biên cương xanh mặt nước ngàn tươi, nơi đây sắc người truyền thông năm xưa dây nghĩa cần vương làm tiêu sông núi thành câu hát quê hương. Dân với đảng một lòng thúc kiên, giữ gìn từng mảnh đất thiêng liêng. Hôm nay đất nở ngàn hoa, nhưng không thường hồng vang tiếng hát, nhưng vườn đồi tỏa hương thơm ngát. Cuộc sống ơi đi lên, ngàn tươi với gọi tiếng ta, cầm sáng cuộc dùng chúng ta, vì tương lai rực sáng, vì quê hương hòa tình đẹp giàu. Quang chiều quê núi đông
về Vũ Quang, tấm nước mắt ngàn sâu, nghe gió đại ngàn hát bài ca ngày mới, mong rằng quê hương đang từng ngày lớn dậy, soi lung linh đập nước ngàn trời về mà nghe. Tình quê để nhớ mãi người ơi, về mà nghe ai hát dặn thương, nghe tiếng quê hương như từng ánh mắt, mùa nắng mới trên từng gương mặt, say tình quê để nhớ mãi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tối mùng 1 Tết của Trung tâm Văn hóa Truyền thông Vũ Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành nhiều thời gian quan tâm theo dõi. Một lần nữa, kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều niềm vui, hạnh phúc.